xe nãy đang đổ rác về về cây cối ấy, bà con. Về cây ấy, thì nó sẽ màu xanh, còn màu đỏ thì nó dành cho cái rác phế thải. Cái rác màu xanh này thì 2 tuần đổ một lần. Đó, còn rác màu vàng ấy, thì nó sẽ đổ cho cái màu vàng thì sẽ đổ cho cái rác tái chế lại. Đó, coi như ai mà có cái rác màu đỏ thì hàng tuần coi, còn cái rác màu xanh thì 2 tuần, màu vàng cũng 2 tuần một lần, nó thay phiên nhau vậy. Coi như đây cái cách lấy rác của cái xe chắc vừa rồi đó bà con, xe vận tải vừa rồi nó đi lấy rác á. Coi như chỉ có một người lái thôi, coi coi bắt đầu người ta tới đó, người ta bấm tự động rồi nó sẽ lấy rác. Nó lấy xong bắt đầu nó bỏ đổ lên xe đó, rồi sau đó nó ép để nó chứa được nhiều hơn. Còn vấn đề mà xay trong đó thì mình không biết, mình trong mình nghĩ không có xay đâu, chỉ ép vô thôi, ép vô để cho nó chở được nhiều. Có nhiều cái rác nó không cần nha, thì là ép vô để nó gọn thì nó chở được nhiều hơn. Ok, thì tạm thời ngưng máy nha bà con. Rồi, bye bye nha.